hai chia tới hai cái nguồn thứ cấp là S1 và S2, đúng không? Rồi từ đấy nếu chúng ta chọn cái chiều này là chiều y, chiều này chiều y, rồi chiều này chiều x, thế thì chúng ta sẽ có là cái vị trí của vân sáng vân tối, giả sử như vậy, nó đi đây, nếu mà tới cái điểm y ở đây giữa đây thì chúng ta có là vân sáng trung tâm, đúng không? Còn nếu trong trường hợp mà nó đến một vị trí nào đấy, ví dụ như vị trí nào đấy ở đây chẳng hạn, hơi xấu tí và như thế này chẳng hạn, đúng không? Thế thì lúc đấy chúng ta sẽ có cái hiệu